APTA Group là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp nền tảng và nội dung cho ngành công nghiệp giải trí số tại Việt Nam. Với hệ sinh thái hơn 50 triệu người sử dụng, APTA đang là một trong ba nhà phát hành game lớn nhất, đồng thời là đối tác chính thức duy nhất của Facebook phát triển mạng lưới gaming creator tại Việt Nam. Hiện APTA đang sở hữu 4 công ty: Gamota, Asota, APTA Pay và Kdata. Với sứ mệnh sử dụng công nghệ nâng tầm cuộc sống, chúng tôi tiến tới xây dựng hệ sinh thái giải trí trọn vẹn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho doanh nghiệp và người dùng. Chúng tôi đem đến những trải nghiệm chơi game tốt nhất thông qua Gamota, một trong ba nhà phát hành game mobile hàng đầu tại thị trường Việt Nam. APTA thúc đẩy sản xuất phát triển các nội dung giải trí đa dạng, tạo ra những trải nghiệm mới cho người dân Việt Nam như GameHub.vn, cổng thông tin đánh giá game mobile lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam, ECN.vn, cổng thông tin cập nhật tin tức kết quả và phân tích chuyên sâu về thể thao điện tử, hệ thống fanpage và YouTube cung cấp nội dung giải trí với hơn 13 triệu người theo dõi, Lịch Như Ý, bộ lịch giấy đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp cùng ứng dụng trên điện thoại di động. APTA Esport, đơn vị marketing agency về thể thao điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi cũng hướng tới các dịch vụ giúp doanh nghiệp quảng bá và phát triển thương hiệu, đồng thời dễ dàng kết nối với người dùng thông qua Asota, đơn vị cung cấp các giải pháp số giúp các nhà sáng tạo nội dung và các nhà quảng cáo gia tăng khách hàng và tối ưu doanh thu. OTA Network, mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung chuyên biệt về game hàng đầu tại Đông Nam Á. Nền tảng thanh toán APTA Pay đem tới ứng dụng APTA cung cấp nhiều tiện ích kèm theo chương trình tích điểm đổi thưởng ưu đãi hấp dẫn. Nhằm tối ưu hóa cho hoạt động truyền tải các nội dung giải trí đa dạng hiện nay, chúng tôi đã đầu tư hạ tầng phần cứng mạnh mẽ bởi cây data. Bên cạnh đó, APTA tập trung nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm dịch vụ giúp hỗ trợ cũng như đổi mới doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý tài nguyên và phát triển kinh doanh như A-check-in, giải pháp thông minh giúp quản lý hiệu quả tài nguyên và nguồn lực công ty, Wi-Fi chùa, nền tảng chia sẻ và tìm kiếm mật khẩu Wi-Fi miễn phí, APTA Home, dự án Smart Home nhằm cung cấp các giải pháp thiết bị thông minh cho mọi ngôi nhà. Tại APTA, chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, cởi mở, học hỏi và sáng tạo để giúp nhân viên có cơ hội phát huy tối đa khả năng chuyên môn của mình. Với tầm nhìn đến năm 2025, APTA sẽ trở thành hệ sinh thái giải trí lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á. Đội ngũ APTA đang nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện sứ mệnh của mình là mang lại những trải nghiệm giải trí mới mẻ và niềm vui đến cho người dân Việt Nam.